Trường show Routine, chúng ta sẽ tiếp xúc với ca sĩ Quang Thành, là một ca sĩ tham gia chương trình cũng như là đi suốt những cái chương trình liên quan tới ca sĩ Khánh Ly trong suốt thời gian qua. Xin mời quý vị theo dõi. Quang Thành có thể cho biết là cái chuyến lưu diễn vừa qua đi qua các thành phố Houston, San Jose và bây giờ là quận Cam thì kết quả như thế nào, khán giả hưởng ứng như thế nào? Kính chào tất cả quý vị đang theo dõi đài truyền hình. Quang Thành nghĩ rằng với chủ đề Routine và một thông điệp từ ca sĩ Khánh Ly đưa ra, mọi thứ đều sẽ qua, hư vô, tan biến, chỉ có tình yêu ở lại. Và công ty DD Entertainment đã đưa Routine lên thành một chuỗi show để ca sĩ Khánh Ly có cơ hội để gặp khán giả khắp nơi. Đầu tiên, ba thành phố lớn, cộng đồng người Việt đông nhất, đó là Orange County, San Jose và Houston. Tại ba thành phố này suốt 2 tuần qua thì quý vị khán giả khắp nơi đã chào đón chương trình Khánh Ly và những người bạn rất thành công. Thành công là nhờ tình yêu của quý vị dành cho những giọng hát thuộc hàng dân ca của Việt Nam, Khánh Ly, Lệ Thu, Evis Phương, Tuấn Ngọc và Lê Uyên. Đó là 5 cái tượng đài trong âm nhạc. Ngoài ra, lớp trẻ như Quang Thành, Thu Phương và Hàn Tuấn cũng tiếp tục cùng với ca sĩ Khánh Ly để mà hát ca khúc Da Vàng. Với thành phần nghệ sĩ như thế thì khán giả khắp nơi đến để họ tìm lại cái kỷ niệm, và đặc biệt là rất đông giới trẻ đã đến để mà nghe một dòng nhạc mà suốt nửa thế kỷ lúc nào cũng còn giá trị nguyên vẹn. Riêng Quang Thành ở cái thế hệ ca sĩ trẻ vừa rồi cũng đã tham gia những bản nhạc Da Vàng, đặc biệt là bản song ca với ca sĩ Khánh Ly. Hát những bản nhạc đó, ca sĩ Quang Thành ở cái thế hệ trẻ như thế này có những suy nghĩ như thế nào? Quang Thành đã được mẹ nói lại là khi Quang Thành từ còn trong bụng, cha mẹ đã để bài Gia Tài của mẹ cũng như những ca khúc Da Vàng đêm đêm để nghe. Và khi Quang Thành lớn lên cũng trong những bài hát về quê hương, về thân phận, Quang Thành đã nghe được, thấy cái tiếng lòng của mình ở trong đó. Đặc biệt là càng ở xa quê hương, càng thương nhớ và càng muốn hiểu hơn quê hương của mình đã trải qua thăng trầm như thế nào. Đó là những kỷ niệm của thời cha mẹ, nhưng đó là cái trách nhiệm. Cũng như là Quang Thành nghĩ rằng thế hệ đi sau cần phải hiểu, phải biết và phải làm sao đó để cho dòng nhạc này tiếp tục đi nữa, để cho ngày nào đó còn Việt Nam, còn âm nhạc thì là còn những tình khúc về quê hương của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng như giọng hát Khánh Ly. Show diễn tối nay ở quận Cam coi như là khép lại đợt đầu tiên của show diễn Routine qua các thành phố. Như vậy trong tương lai show diễn sẽ tiếp tục như thế nào, ở những đâu, và kể cả là dàn ca sĩ sẽ là tiếp tục như thế này hay có sự thay đổi nào đó? Quang Thành cũng xin nói trở ngược lại một chút xíu là chủ đề Routine, Quang Thành cùng chị Khánh Ly và chú Nguyễn Hoàng Đoan đã ấp ủ 3 người cùng với nhau làm sao đó để đưa tiếng hát chị Khánh Ly
đi đến tất cả mọi nơi, Hoa Kỳ, Canada, Úc Châu, Châu Âu, và trở về Việt Nam. Thì chuỗi đầu tiên thành công, cũng như được quý vị khán giả ủng hộ nhiệt tình, thì những bước kế tiếp thì các chương trình như những tháng tới sẽ đi Canada và Úc Châu trong thời gian gần, và tiếp tục là còn sắp xếp được thì DD Entertainment sẽ đưa đi khắp nơi để phục vụ tất cả người Việt. Đó là một cái đêm nhạc và một cái chương trình gồm có những thế hệ tiếng hát một thời mà ít có dịp đứng chung sân khấu với nhau, như các anh chị lớn và thế hệ như Quang Thành tiếp nữa, và còn nhiều nhiều các anh chị em nghệ sĩ khác nữa sẽ lần lượt tham gia cùng với Rutin. Riêng khối khán giả ở Việt Nam thì Quang Thành nghĩ rằng bao giờ sẽ được thưởng thức cái show này? Khi mà tổ chức một cái đêm nhạc ở một thành phố thì lại thuộc vào cái nhà tổ chức là phải kiếm được cái địa điểm, thời điểm và cũng như cái nguồn lực. Đến một nơi thì phải bảo đảm được tài chính nữa, thì sẽ sắp xếp lần lượt. Riêng khán giả Việt Nam thì họ trông đợi rất là nhiều rồi, rồi còn phải phụ thuộc vào lịch của các anh chị nghệ sĩ lớn nữa, cho nên là sẽ lần lượt thông báo kế tiếp trong thời gian tới đây. Vừa qua thì thấy trên các trang báo, trang mạng cũng như là đặc biệt là trên trang Facebook cá nhân của Quang Thành cập nhật rất nhiều hình ảnh liên quan tới chuyến đi của Quang Thành và ca sĩ Khánh Ly, Hà Nội, Huế, Sài Gòn rồi các tỉnh nữa, đi nói chuyện, hát, giao lưu với lại các khán giả Việt Nam. Quang Thành kể về chuyến đi đó như thế nào? Quang Thành được kể lại là cách đây hơn 50 năm khi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác bài Huế, Sài Gòn, Hà Nội, ông có một cái ước mơ, một cái giấc mơ làm sao đi suốt để mà nắm tay cũng như là để mà cùng hát cùng với lại đồng bào của mình của khắp ba miền. Thì mãi đến năm 2000 thì chị Khánh Ly về thăm ông, thì ông lại nhắc lại cái giấc mơ đó một lần nữa của hai người, của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Khánh Ly. Thì những lần về Việt Nam trước đây thì là chỉ là những đêm nhạc của những thành phố mà do công ty đồng giao tại trong nước tổ chức. Nhưng lần vừa rồi thì nhân cái chuyến ra mắt sách Tản Văn của ca sĩ Khánh Ly và ra mắt CD những nhạc phẩm mà của chị Khánh Ly hát nhạc Trịnh Công Sơn, thì đó lại là một cái dịp để chị Khánh Ly chạm tới được cái giấc mơ đó, là đi được Hà Nội, Huế, Sài Gòn và Cần Thơ để gặp, để giao lưu, để hát, để nói chuyện, để kể chuyện 50 năm âm nhạc của chị cũng như là của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Thì trong những đêm nhạc đó, bài hát Huế, Sài Gòn, Hà Nội đã được ca sĩ Khánh Ly cùng với những khán giả Việt Nam đón nhận một cách nồng nhiệt. Đó là một chuyến đi thực hiện đi xuyên suốt suốt một dải từ Bắc vào Nam của ca sĩ Khánh Ly. Những khán giả tham gia đó là những ai, là những người khán giả cũ của ca sĩ Khánh Ly từ những nhiều năm trước, hay là những khán giả rất mới của thế hệ thanh niên bây giờ? Một điều rất là vui là khi mà làm chương trình thì mong rằng những khán giả thế hệ cùng chị sẽ đến ủng hộ chị và sẽ đến cùng tìm lại kỷ niệm. Nhưng mà
thật sự ra không còn nhiều nữa. Có như ngay tại tại đêm ở Cần Thơ thì chị Khánh Ly hỏi là có còn ai cùng thời mà năm 1974 ở tại Cần Thơ mà đến nghe chị cùng ông Trịnh Công Sơn hát không, thì chỉ có một người duy nhất, còn đại đa số hơn 90% là giới trẻ. Thì giới trẻ Việt Nam hiện tại bây giờ họ rất yêu nhạc Trịnh Công Sơn, cũng như rất yêu tiếng hát Khánh Ly, cũng như những người cùng thời chị, dòng nhạc xưa, những giá trị xưa ngay bây giờ lại được khán giả hưởng ứng một cách mãnh liệt nhất. Thì Quang Thành cũng là người cùng với chủ Nguyễn Hoàng Đoan lên những cái chương trình để giúp cho tiếng hát Khánh Ly đi phục vụ được, thứ nhất là cho đạo Công giáo, thứ hai là phục vụ cho người nghèo, thứ ba mang tiếng hát Khánh Ly trở ngược lại những buổi du ca, những buổi hát cộng đồng, những buổi của nữ hoàng trên đất thực thụ. Đó là những cái chương trình mà đã thực hiện được. Còn bây giờ hiện tại ấp ủ đó là bất cứ nơi nào có người Việt thì có chị Khánh Ly và có những bạn trẻ như ca sĩ sau này cũng như thế hệ của Quang Thành sẽ đi cùng với chị. Có thể nói là cũng như là show routine, những cái chuyến đi giao lưu với khán giả của ca sĩ Khánh Ly và Quang Thành cũng sẽ song song và còn tiếp diễn trong tương lai, đan xen vào các cái buổi diễn của routine. Đó là những chuyến đi hát cho nhà thờ, những chuyến đi làm từ thiện, những chuyến đi hát phục vụ cộng đồng, và đặc biệt là đang là hướng tới những buổi hát dành cho giới trẻ và sinh viên trẻ của Việt Nam đang làm việc tại nước ngoài cũng như tại trong nước. Quang Thành nghĩ rằng làm gì đó để mà bày tỏ cũng như là để mà tri ân những gì mình có được thì ca sĩ Khánh Ly đang thực hiện. Đối với những người trẻ thì Khánh Ly là một giọng hát cũng như là một người nhân chứng để kể lịch sử cũng như là kể những câu chuyện Việt Nam qua âm nhạc. Thì những người sau như Quang Thành cần phải được nghe, cần phải được biết, cần phải làm sao để cùng mang những giá trị đó cho thế hệ của mình cũng như thế hệ sau mình. Thì hiện tại bây giờ mọi việc đang là khởi đầu tốt đẹp. Thì Quang Thành nghĩ rằng tất cả những người Việt, đặc biệt là những người trẻ, hãy tìm cho mình một gì đó để giữ lại hồn Việt, nhạc Việt và nước Việt.